Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh An Hồ Vlog. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Godwin trên trên máy tính nha bạn. Thì mình có một cái mình dùng một cái máy tính đang chạy bình thường nha các bạn. Và mình sẽ cài cái phần mềm đó là OneKey nó có loại là nó quanh khay cho win 10, quanh khay cho win 7 nha các bạn. Rồi mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Đây các bạn, máy tính mình đang khởi động nè. Mình sẽ quay cho các bạn cấu hình mình ra bên trong cái thùng máy nha. Thì đây là cái ổ cứng này nè. Cái ổ cứng này là cái ổ cứng mà đang chạy của máy nè. Đó. Còn ổ cứng này ở cứng phía dưới này á. Đây là phía dưới này nè, là cái ổ cứng mà mình tính gót lại cho nó nè, là nó chưa có win gì hết. Mình sẽ lên máy kiểm tra nha các bạn xem nha. Còn cái phần và bây giờ mình sẽ mở máy lên và sẽ hướng dẫn các bạn gót win cho cái ổ cứng này ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem nha. Mình sẽ vô cái máy tính nha. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Thì mình vô máy tính dùm tí. Rồi vô máy tính nha. Thì đây là cái ổ mình sẽ cái ổ mà đang dùng á cũng là 80 GB nhưng mà nó là có ổ C vô E nè, ổ C vô E đó. Còn ổ D với ổ F này là cái ổ ổ mới à. Mình sẽ dùng cái USB á, mình chép phần mềm mà mình sẽ copy vô để mình gót cho bạn. Gót win. Đây. Thì ở đây có cái mục gót nè. Đó. Gót này là mình có chuẩn bị sẵn rồi nè. Đó. Bây giờ mình thử thử gót nha. Bây giờ các bạn sẽ dùng cái phần mềm đó là ở trong cái đây là cái phần mềm là trong cái shop này ha. Là mình sẽ dùng là OneKey nha các bạn. OneKey. Và mình sẽ copy qua đi. Copy qua cái phần mà OneKey vậy các bạn. Copy qua cái ổ này đi. Đó, mình sẽ copy qua nha. Đây, đây là chép. Mình vừa copy qua cái OneKey thì chạy trên Win 10 á, thì phải dùng này. Mình sẽ chạy cái phần Rust Rust 32 hả? Rồi chạy 32, hai cái 32 thì dạy 32 còn Rust 64 thì Rust 64 ha. Đó. Rust 64 rồi. Đó. Rồi mình sẽ ok. Rồi mình sẽ chọn location. À. Đó, mình sẽ chọn là locate á, chọn bài tên đó, rom rom mày may nhớ rom nha, đến đâu á z đó, mình sẽ chọn cái code ở đâu, code ở coi kìa, ở d có không. OD không có ha. OE. OE. OE có bản code ha. Làm lại. Ok, và phần này à. Mình sẽ coi cái ổ E ha. Rồi mình chọn cái ổ mà chứa 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 cái bản code đó bạn. Đó, đây nè. À, này có on main nữa nè. Chọn cái này nha. Đó, mình sẽ ok. Đó, trong đây nó có mấy cái ổ đĩa. Mấy cái ổ đĩa là mình coi kỹ nha. Rồi 9,5 cộng này là 34,3. Mình đừng có lộn
lộn giữa cái đĩa này với đĩa kia là nó mất hết dữ liệu các bạn. Mình phải coi cái số ghi bao nhiêu, 19,5 không? 19,5 là mình ok coi. Nó ra đúng không? Nghĩa ra nó ừ. Hỏi mình cài ha. Cài cài C hay E nè. Đó. Ha, mình cài ổ ổ nào? Mình cài ổ E đúng không? Mình cài ổ E sai rồi. C E không phải vậy, lộn lộn ổ đĩa phải không? Mình sẽ chọn lại, mình sẽ chọn lại cancel ha. Mình chọn location là button nè. Đó, drum bay nè, nó mình chọn chọn cái ổ mà chứa cái God nè, đó, rồi on main God nè, đó. Rồi ok. Đó. À, mình chọn cái dưới nha, tại nãy mình chọn cái kia nó ra hai ổ kia đó, mình chọn cái thứ hai rồi mình ok nè, nó sẽ ra là D và F nữa các bạn. Mình sẽ chọn cái ổ đĩa xong rồi nó sẽ xuất hiện ra đúng cái mờ ổ mình muốn á, mình mới biết nha. Rồi mình coi nè, mình cài cần cài vô ổ D phải không, mình sẽ chọn là ổ D nha, mình sẽ chọn là ổ D nó ổ D nè các bạn, nó dung lượng nhiêu 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 đó nó nói luôn nó đó. Rồi mình chọn ổ D xong mình ok nè, ok. Đó, nó hỏi mình có muốn gót hay không, nếu có thì Z, còn là nó chạy và dữ liệu trên ổ D ổ đó đó nó sẽ mất. À, còn no thì mình sẽ hủy bỏ cái thao tác là gót nha các bạn. Rồi mình sẽ Z nha, mình Z mình sẽ gót cho bạn xem nha. Rồi ghép thì mình sẽ chờ cho nó chạy hết cái cây này nè, nó chạy tới 100%. Rồi nó có cái báo là restart thì mình sẽ restart lại. Nó như cái gót này nhẹ vậy á đó. Rồi mình reset nè, reset computer đó, sẽ rút cái cờ USB ra. Rồi coi cây nó lên như thế nào. À, nếu mà nó lên cái win cũ thì mình sẽ reset lại, reset để cho nó chạy vô cái ổ cứng có win mới nha các bạn. Coi cây nó vô win 10 hay là vô win 7. À, win 10 vậy là cái ổ cứng cũ, ổ cứng cũ. Đây mình coi lại nha. Đó. Vô cái win 10 để mình sẽ vô BIOS mình chỉnh lại để cho coi cái nó vô win được không. Cái này RAM nó hơi yếu các bạn, test RAM hơi yếu nên nó chạy chậm. RAM có 3 GB à, mà chạy tới 64 win 64, win 10 64 nên nó hơi lâu. Đó, bây giờ mình sẽ ta lại, shut down luôn đi. Shut down rồi mình khởi động lại, mình vô để cho nó tắt luôn. Rồi, máy tắt rồi, rồi mình sẽ mở lên nè. Đó, mình nhấn delete nha bạn. Mình nhấn mình delete cho nó li lịa luôn, giờ delete á. Bấm lên bàn phím á, delete thằng cho nó vô cái phần BIOS mình chỉnh đó. Rồi vô BIOS mình chọn là BIOS AVC BIOS Futures. Đó, chọn Enter ha. Vô cái phần mà hard disk Sport Priority á, chọn Enter nè, nó mình nói hai cái sum sum đó, mình sẽ bấm là cho các nó hàng nghịch nghịch đảo xuống ha. Rồi chúng ta sẽ bấm F10 tại vì hai cái này nó tên giống nhau quá, rồi bấm Z nè. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cho nó chạy lên, cho nó chạy cái đĩa cái ổ cứng mà mình mới gót á, coi thử nó lên không nha. Đó chưa các bạn. Hồi nãy mình chạy gót cái WinXP. Nhầm. Giờ còn xài NP nữa, hại chứ. Đó là mình gót thử cho bạn xem các bạn. Nếu mà còn có Win 7 hay Win 10 thì các bạn gót. Tại anh gót cái WinXP. XP nó lẹ.
Ôi xài hại rồi chứ. Nó chọn cái nó cười không? Đó. Attack and Eton luôn ha. Chỉ có chỉ Attack Driver thôi. Ê. Là Windows XP 3. XP 3 bạn sẽ bị bug 3. Phát đạt ô hình. Mình gót xong thì cứ go win từ từ. Đợi nó nhận driver hơi lâu. Chờ xíu à, mình sẽ hồi quay lại cho. Hello các bạn, đây mới gót xong nè. Gót xong rồi đó. Đó. Cài driver xong giờ reset máy tính lại. Reta lại. Chạy WinXP các bạn. Hài chứ. Lâu lắm mà không chạy WinXP các bạn. Đó, tại Winnie Bieber Professional á. Giờ còn xài Winnie Bieber nha bạn, dữ à. Này nó vô kiểm tra đĩa rồi có bị lỗi gì không? Đôi khi lần đầu á, lần đầu nó kiểm tra đĩa coi cái nó có bị lỗi gì không á, không có thể vô win thôi, các bạn đừng lo lắng, đừng có reset gì hết á. Nó chưa welcome nè, chào mừng rồi vô win, ok liền vô win nè. Vô win để coi có mạng lan không, mình có gắn cái driver lan nữa để coi cái nó vô không nữa. Manager device manager coi đủ chưa, có cái này chấm than à, update được không? City in the start em hai cái này nó không có cái driver, I don't start động này ở đây. On gì đây quá trời luôn, nét thế kia đu quanh tân lấy tiêu driver gì đây. Ôi internet này là phải bỏ đĩa vô hay là gì á. Lên mạng tải về các bạn. Này ổ đĩa bình thường nè. À, để coi cái chính trị gì đây. Detail à, detail nè e nó nãy là ổ Windows 10, Windows 10 là nó lỗ đây. Rồi thì mình sẽ đã cài đã gót win cho các bạn xem rồi đó, gót win nó rất đơn giản, các bạn bạn tải phần mềm á, phần mềm là à. Bạn tải cái một là một cái bản gót nha, một cái bản gót, thứ hai là bạn sẽ giờ tải cái là OneKey á, OneKey này là OneKey 13.9 đó, 13.9 nói chung là bản bản Vista hoặc là Win 10 gì đó thì nó chạy cho nhiều cái loại đó. Mở vô đây thì nó sẽ có là God 32 hoặc God 64 nhiều loại lắm, thì bạn vô trực tiếp luôn cái nền này nó mình dễ sử dụng à. À, chạy những God 32 thấy chưa,
Này là 32 bit nên nó mình phải chạy chạy 32. Còn mà mình xài trên nền 64 thì mình mới chạy được 64 nha bạn. Đó. Rồi. Mình chạy quạt pin là có cọc 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 đâu được à, nhẹ nhàng ha. Mấy người mà học văn bản á, mấy đầu thì chơi này được rồi, khỏi cần cao siêu. Rồi tắt nha, thinh ốp nhớ cái này lâu quá rồi. Rồi với các bạn thấy hay các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh với mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nói hơi dài dòng xíu các bạn thông cảm nha. Oh yeah. Nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé. Nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé.